Đầu tiên, cầu thủ của đội Triform number 1, Kim Yong Dong. Number 12, Trang Du Han. Number 18, Nguyễn Thiên Lộc. Number 27, Aizumi Shu. Và đây màn chào sân của các cầu thủ đến từ Đà Nẵng City. Number 0, Trương Văn Đại. Number 9, Nguyễn Anh Kiệt. Number 11, Nguyễn Đình Quang Tú. Number 65, Huỳnh Andre Minh Chiết. Và xin mời các trọng tài tiến hành thủ tục tung đồng xu quyết định quyền kiểm soát bóng cho hai đội. Vâng, chào mừng quý vị khán giả đã quay trở lại với VBA 3x3 Pride. Và trước màn ảnh của quý vị, hiện tại đang là trận đấu giữa Triform và Đà Nẵng City. Cầu thủ Triform thành phần hầu hết đến từ trường quốc tế Australia AIS. Và trận đấu bắt đầu với quyền kiểm soát bóng thuộc về cầu thủ Đà Nẵng City. Cầu thủ số 65 bên phía Đà Nẵng City rất nổi bật trên màn ảnh của quý vị khán giả là Huỳnh Andre Minh Chiết, là một trong những cầu thủ xuất sắc của giải vô địch quốc gia U18 năm vừa rồi. 65 Minh Chiết, quyết định đột phá ngay từ đầu của Minh Chiết, rất khỏe. Không có điểm trong pha tấn công đầu tiên. Và cầu thủ số 18 Nguyễn Thiên Lộc. Đây là số 1, Kim Yong Dong. Quyết định ném xa của cầu thủ AES. Đây là Minh Chiết. Vẫn đang là Minh Chiết. Rất khỏe. Không có điểm trong pha tấn công vừa rồi của số 65 Minh Chiết. Trọng tài báo là bóng chưa hoàn toàn clear ra khỏi vòng 2 điểm. Bóng chưa clear ra ngoài. Và bóng sẽ về bay. Bóng sẽ quay trở lại với cầu thủ Triform. Thiên Lộc. Số 27. Amisu. Bóng ra biên. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Số 11 Quang Tú vẫn đang là Minh Chiết. Kích ra ngoài. Và đây là pha tấn công của Đà Nẵng City. Không có điểm. Pha tấn công rất khỏe của thủ số 0 bên phía Đà Nẵng City, Trương Văn Đại. Lỗi đồng đội đầu tiên của Triform. Và Văn Đại sẽ thực hiện một quả ném phạt. Văn Đại đến phạt không thành công. Bóng đang trong tay của cầu thủ Triform. Trang Chu Han. Nguyễn Thiên Lộc. Vẫn đang là Nguyễn Thiên Lộc đối đầu với Minh Chiết. Pha xử lý tốt của Thiên Lộc trước cái sải tay rất dài của Huỳnh Andre Minh Chiết. Vẫn đang là Minh Chiết số 65. Đầu mu vừa rồi không thành công của Huỳnh Andre Minh Chiết. Thể hình vượt trội. Tốt. Và bóng vừa rồi Andre Minh Chiết không làm gì được trước cầu thủ nhỏ con Nguyễn Thiên Lộc. Kích ra ngoài cho Minh Chiết. Kết thúc thời gian ném cổ. Bóng thuộc quyền kiểm soát cầu thủ Triform. Số 18 Thiên Lộc. 22 Trang Du Han. Vẫn đang là Trang Du Han. Hành động rất tốt, rất tự tin. Kim Yong Dong. Thiên Lộc quyết định ném ngay. Chưa hề có điểm. Đào rất tốt. Điểm số đầu tiên của trận đấu thuộc về cầu thủ Triform. Cầu thủ ghi điểm vừa rồi là cầu thủ số 18 bên phía Triform, Nguyễn Thiên Lộc. Minh Chiết có lời đáp trả ngay lập tức. Bóng đang trong tay của cầu thủ Triform. Đây là Thiên Lộc, speed move rất tốt. Trả ra ngoài cho Trang Du Han. Quyết định ném xa nhưng không thành công của Trang Du Han. Bóng trong cuộc và đây là Huỳnh Andre Minh Chiết. Quang Tú chống chạy. Không thành công. Rất nỗ lực tranh chấp. Trang Du Han. Vẫn đang là Trang Du Han. Nguyễn Thiên Lộc. Rất tốt. Kỹ năng xử lý rất tốt của Nguyễn Thiên Lộc. Rất tự tin.
Trận đấu đầu trước anh vẫn đang là Minh Chiết và Kim Văn Đại, cầu thủ có thể hình rất to keo. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Thứ 9 Nguyễn Anh Kiệt, đây là Minh Chiết. Và ghi điểm dễ dàng của Minh Chiết trước cầu thủ defense là Trang Du Hạn. Không thể quá vượt trội của hình Andre Minh Chiết. Tỷ số đến thời điểm hiện tại đang là 2-1. Tạm thời nghiêng về cầu thủ Đà Nẵng City. Quang Tú. Bóng vẫn chạy trong tay của Minh Chiết. Chuyển hơi khó. Lỗi rồi. Lỗi cầu thủ số 1 Kim Yang Dong của Trai Phong. Quang Tú bên phía Đà Nẵng City sẽ là người thực hiện ném phạt. Lỗi đồng đội thứ 2 của cầu thủ Trai Phong. Ném phạt tốt ghi thêm 1 điểm cho Đà Nẵng City. Lớn khoảng cách trên tỷ số là 3-1. Đây là Thiên Lộc, quyết định ném hai ngay của Thiên Lộc. Có điểm cho Trai Phong. Sát tăng tỷ số 3-3. Cầu thủ Nguyễn Thiên Lộc, số 18 bên phía Trai Phong, là người thi đấu rất nỗ lực từ đầu trận đấu đến bây giờ. Defense rất tốt và bắt bài rất tốt của kết thúc thời gian ném đổ của Đà Nẵng City. Trọng tài đã cắt còi rồi. Trọng tài đã cắt còi. Kết thúc thời gian ném đổ, bóng sẽ quay trở lại với quyền kiểm soát của cầu thủ Trai Phong. Cắt đánh rất là thông minh. Số 18 Nguyễn Thiên Lộc, lối thi đấu rất tự tin và bản lĩnh. Kêu để có thể khắc phục được. Khắc phục được là lợi thế về thể hình. Rất khéo, handle rất tốt. Rất hay. Tiếp tục là điểm cho Thiên Lộc số 18. Lần đầu tiên trong trận đấu cầu thủ Trai Phong dẫn điểm, tỷ số là 4-3. Trọng tài đã cắt còi rồi. Phạm luật hai bóng. Điểm số từ đầu trận đấu đến bây giờ của Trai Phong hoàn toàn được ghi vào cầu thủ số 18 Nguyễn Thiên Lộc. Màn trình diễn rất nỗ lực và ấn tượng của Nguyễn Thiên Lộc. Chống trải cho Thiên Lộc, có điểm không? Không có điểm, chút nữa rồi. Và đây là Trương Văn Đại. Trương Văn Đại của Đà Nẵng City. Sải tay rất dài. Trọng tài đã cắt còi, có lỗi rồi. Lỗi còn ném phạt. Trương Văn Đại sẽ thực hiện một quả ném phạt cho cầu thủ Đà Nẵng City. Tỷ số đã được quân bình 4-4. Trên màn ảnh các bạn có thể thấy cầu thủ Drive Form có thể hình tương quan với cầu thủ Đà Nẵng City là chênh lệch rất lớn. Chống trải rồi, Antimisu. Bóng chân chạm mạnh mất rồi, bóng ra biên, bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Tuy không có lợi thế về thể hình nhưng cầu thủ Trai Phong đang thi đấu rất tự tin và bản lĩnh. Trương Văn Đại ghi một điểm dễ dàng cho cầu thủ Đà Nẵng City. Kim Yang Dong và đây Trang Du Hạn rất tự tin thi đấu. Đối đầu với anh là Trương Văn Đại, người có chiều cao xếp xem với cả Huỳnh Andre Minh Chiết. Trang Du Hạn vẫn quyết định đột phá vào trong, lấy cho mình một quả phạt. Số đến thời điểm hiện tại đang là 4-6. Ném phạt tốt của Trang Du Hàn. 5-6 cũng đã tỷ số. Quang Tú vừa có một pha xử lý lập bập. Xây cần trên rất tốt của hình Andre Minh Chiết. Và đây là Thiên Lộc. Chuyển rất hay của Thiên Lộc. Người đồng đội ở bên trong Aizimichu đã không tận dụng tốt được cơ hội. Và đây là Minh Chiết. Kích ra ngoài. Có 2 điểm cho Đà Nẵng City. 9-5. Và thi đấu rất tự tin của Huỳnh Andre Minh Chiết. Vội vàng mất rồi Trang Du Hàn. Và xử lý vừa rồi là rất vội vàng của Trang Du Hàn. Sau những phút thi đấu lập bập, các thủ Đà Nẵng City đang dần lấy lại thế trận của mình. Và đây là Minh Chiết, đối đầu với Minh Chiết là Thiên Lộc. Rất khỏe của Minh Chiết. Thiên Lộc ngoài nỗ lực không biết làm gì hơn. Và đây là Thiên Lộc,
Đây là Kim Nhật Đồng, rất tốt của Kim Nhật Đồng. Một điểm nữa, 6-10, rút ngắn tỷ số cho Choi Phong. Và đây là hình Andre Minh Chiết, quyết định ném xa của Andre Minh Chiết. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng City. Đà Nẵng City không việc gì phải vội vàng cả. Họ đang nắm hoàn toàn quyền kiểm soát trận đấu. Tranh chấp tốt của Minh Chiết, có điểm tính cho Đà Nẵng City trong pha bóng vừa rồi. Choi Phong đang dần đánh mất thế trận. Và đây là pha ném bóng của Thiên Lộc. Không có 2 điểm cho Thiên Lộc. Khoảng cách bây giờ là 12-6. Tạm thời nghiêng về cầu thủ Đà Nẵng City. Đã có lỗi dưới. Cầu thủ vừa thực hiện tấn công vừa rồi là Nguyễn Anh Kiệt bên phía Đà Nẵng City. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Quang Tú quay trở lại sân. Mình Andre Minh Chiết ra nghỉ. Văn Đại, nỗ lực là rất tốt của Trương Văn Đại. Hai thành viên ghi điểm chủ lực của bên phía Đà Nẵng City là Huỳnh Andre Minh Chiết, cầu thủ số 65 và cầu thủ số 0 Trương Văn Đại. Trên màn ảnh của quý vị hiện khán giả sẽ là Trương Văn Đại thực hiện quả ném phạt dành cho Đà Nẵng City. Thời gian thi đấu của trận đấu còn 4 phút 48 giây. Rất bình tĩnh. Phạt không thành công của Trương Văn Đại. Kim Nhật Ngọc. Đây là Thiên Lộc. Bày quay rất tốt của Thiên Lộc, không thành công. Đây Quang Tú. Anh Kiệt. Ở trong là Trương Văn Đại. Rất nỗ lực. Lỗi tấn công rồi. Chắc chắn rồi. Một pha phòng thủ rất tốt của cầu thủ số 18 Thiên Lộc. Như đã nói thì những pha phòng bài của Linh cũng thấy khá lợi hại ở khu vực phòng rõ. Rất tốt của Thiên Lộc, có điểm không? Bóng ra biên rồi. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Choi Phong. Thiên Lộc giữ bóng. Phải điều phối rất từ vị trí của Thiên Lộc. Trang Du Han. Đây là Thiên Lộc, step out. Không có điểm cho Thiên Lộc trong pha xử lý vừa rồi. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Quang Tú. Một pha chạy chỗ không hiểu ý. Một người chuyển sớm, một người chạy nhanh. Giữa Quang Tú và Huỳnh Andre Minh Chiết. Ajimi Su. Chống chảy rồi, quyết định ném ngay. Rất tốt, rất tự tin. Có điểm cho Choi Phong trong pha xử lý vừa rồi của Kim Nhật Đồng. Đây là Minh Chiết, rất khỏe. Đội dưới rồi, trọng tài đã cắt còi. Lỗi đồng đội thứ 6 của cầu thủ Choi Phong. Lỗi có đấy. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Chiết là quá khỏe so với phần còn lại của Choi Phong. Cầu thủ Đà Nẵng đang thi đấu hơi thiếu tập trung khi họ có quá nhiều các pha turnover. Bóng trong tay của Thiên Lộc. Kim Nhật Đồng mất bóng rồi. Anh Kiệt là rất nhanh. Đây là Minh Chiết. Quá khó cho cầu thủ Choi Phong khi Minh Chiết có bóng. Và đây là Thiên Lộc. Bày quay rất tốt của Thiên Lộc, chưa hề có điểm. Đây là nỗ lực của Ajimi Su. Kim Nhật Đồng. Có thể thấy, quý vị khán giả có thể thấy các cầu thủ nhỏ con bên phía Choi Phong thi đấu nỗ lực đến như thế nào. Chống trải cho Đà Nẵng City. Quang Tú. Đây là anh Kiệt. Bóng quay trở lại với Quang Tú, quyết định đột phá vào trong. Trọng tài đã cắt còi.
lỗi đồng đội thứ 7 của cầu thủ Joy Form. Và ngay từ lúc này, mỗi pha phạm lỗi của cầu thủ Joy Form thì Đà Nẵng City sẽ được hưởng hai quả đá phạt. Tỷ số đang là 13-7. Với sự vượt trội đến từ Huỳnh Andre Minh Chiết, cầu thủ số 65 đang hiện diện trên sân. Quang Tú vừa ném phạt tốt quả đá phạt thứ hai, tiếp tục gia tăng tỷ số lên 14-7. Và vừa rồi là lời đáp trả của Joy Form. Thiên Lộc vừa ghi cho mình 2 điểm. Ngay lập tức Thiên Lộc gọi Huỳnh Andre Minh Chiết trả lời. Đây là Trang Du Hàn. Vẫn đang là Trang Du Hàn, đây là Thiên Lộc. Làm gì đây, quyết định ném sang ngay. Không có 2 điểm cho Thiên Lộc. Đây là anh Kiệt. Thể lực của Thiên Lộc đã bị bào mòn trong pha bóng vừa rồi. Anh đã để cho anh Kiệt có một pha ném bóng rất trống trải. Cầu thủ Đà Nẵng City đang đưa trận đấu về những phút cuối cùng. Đây là Andre Minh Chiết. Rất khỏe. Tiếp tục là điểm cho Huỳnh Andre Minh Chiết, 18-9. Đà Nẵng City cách chiến thắng 4 điểm nữa. Trọng tài đã cắt còi. Trọng tài đã báo lỗi của đội Đà Nẵng City. Và bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Joy Form. Bóng trong tay của Kim Nhân Đông. Đây là Trang Du Hàn. Quá khó cho Trang Du Hàn. Anh Kiệt. Một pha chuyển khó của anh Kiệt. Trọng tài đã cắt còi. Nỗ lực thi đấu của cầu thủ Joy Form là rất đáng để ghi nhận. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Kim Yang Dong. Vẫn đang là Kim Yang Dong. Ajumi Siu. Quyết định ném ngay của Ajumi Siu. Ném e bò. Và ném khó của Ajumi Siu. Những phút đầu của trận đấu này thì Joy Form đã thể hiện nỗ lực là rất tốt, kinh nghiệm, thể hình là thứ mà Đà Nẵng City đang có. Họ quá khỏe trong những pha tranh chấp. Tiếp tục là điểm nữa từ vị trí của số 9 anh Kiệt bên phía Đà Nẵng City. 19-9. Bóng trong tay của Thiên Lộc. Chưa thể có điểm cho Thiên Lộc. Bóng thuộc quyền kiểm soát của cầu thủ Đà Nẵng City. Trong bộ môn 3x3 thì mỗi khi có tình huống chân phân 5 năm, đội bóng đang phòng thủ sẽ được lấy bóng. Quang Tú. Bóng trong tay của Huỳnh Andre Minh Chiết. Vẫn đang là Minh Chiết. Quá khỏe cho Minh Chiết. Một điểm nữa. 20-9. Thời gian thi đấu có 1 phút 8 giây. Và Đà Nẵng City đang tiến rất gần đến điểm knock out. Điểm số thứ 21. Đà Nẵng City còn cách chiến thắng của mình chỉ đúng 1 điểm thôi. Kim Nhân Đồng. Ajimi Siu. Quyết định đột phá của Ajimi Siu chăng? Và đây là Kim Nhân Đồng. Trả bóng cho Thiên Lộc. Quá khó cho Thiên Lộc rồi. Tiếp tục thời gian ném cỏ. Đây chắc chắn sẽ là điểm quyết định của Đà Nẵng City. Kết thúc trận đấu, một chiến thắng áp đảo dành cho cầu thủ Đà Nẵng City, tỷ số 21-9 với màn trình diễn ấn tượng của Huỳnh Andre Minh Chiết. Bên cạnh đó chúng ta cũng phải ghi nhận sự nỗ lực rất đáng khen của cầu thủ Joy Form.